Tiếp tục chương trình sẽ là nội dung của tiểu mục chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, ngành y vừa bước qua cuộc chiến khốc liệt với đại dịch Covid-19. Giờ đây thì các y bác sĩ, nhân viên y tế lại tiếp tục đối mặt với những sự khó khăn, thiếu thốn về trang thiết bị để hành nghề và thu nhập thì nhìn chung vẫn luôn thấp hơn so với mức sống của họ. Nếu như những chiến sĩ blue trắng ở các bệnh viện tuyến trên khó 1, thì ở những trạm y tế lại khó đến 5, thậm chí là 10. Vậy nhưng nhiều người vẫn chọn ở lại tuyến cuối để cứu người, bởi vì với họ, tiếp tục theo đuổi lời thề Hippocrates là một sứ mệnh thiêng liêng. Gần 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành y, bác sĩ Lê Thị Hồng vẫn quyết định rời bệnh viện Nguyễn Trãi về công tác tại trạm y tế phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lý do với chị lúc đó rất đơn giản, trạm cần bác sĩ. Từ bỏ bệnh viện đa khoa hạng 1 của thành phố về làm tại trạm, bác sĩ Hồng không thể ngờ những vất vả, thiếu thốn của những người đồng nghiệp của mình. Có lẽ đó là lý do mà mãi cho đến hôm nay, chị vẫn là một trong số những bác sĩ hiếm hoi tình nguyện về công tác tại đây. Ở bệnh viện lớn, trong vòng 1 năm là cái tay nghề mình lên rất là nhanh. Còn về trạm y tế thì nếu mà có bệnh nhân, nhiều bệnh nhân khám thì đỡ. Còn nếu mà có bệnh nhân thì hầu như là học xong mình không có vận dụng áp dụng thì từ từ nó sẽ quên đi. Cho nên là nó là một cái thiệt thòi về chuyên môn. Còn vấn đề về thu nhập thì chắc chắn là nó sẽ không có bằng các bệnh viện lớn. Đặc biệt là những em hợp đồng là hưởng cái lương nó rất là thấp. Thậm chí mấy hai trường lương có khoảng 3-4 triệu, 4 triệu rưỡi. Các em ở đây lương có 4 triệu rưỡi một tháng à. Thì đối với cái cuộc sống bây giờ thì chắc chắn là sẽ không có đủ để chi tiêu. Còn với bác sĩ Phạm Thị Châu, người đã có 12 năm gắn bó với y tế cơ sở, ân tình chính là động lực lớn nhất để người bác sĩ này vượt qua chừng ấy thời gian gian khó. Tủ thuốc nhỏ tại trạm y tế phường 9 này cũng chính là tâm huyết được bác sĩ Châu cùng với các đồng nghiệp lập nên với hy vọng hỗ trợ người bệnh được chừng nào quý chừng đó. Với những trạm y tế như thế này, việc thiếu thuốc men, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh hay cơ sở vật chất xuống cấp là điều quá đỗi bình thường. Chưa kể làn sóng nghỉ việc diễn ra tại nhiều bệnh viện, đặc biệt là các trạm y tế phường, xã tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã khiến những người còn ở lại càng thêm áp lực. Nhiều người phải kiêm nhiệm thêm công việc, kể cả những việc không tên, nhưng rồi vượt lên tất thảy mọi thứ, những y bác sĩ này vẫn chọn ở lại. Cũng phải tranh đấu xong là mình có thể mình nên làm ở đâu hoặc là mình sẽ lựa chọn cái nào tốt và phù hợp. Nhưng mà thực ra thì với cái sự ở đâu thì cũng vậy thôi, chỗ nào thì mình cũng phải có một cái tấm lòng và nhiệt huyết thì mình mới ở lại được với cái tuyến cơ sở. Chứ thực ra là cái tuyến cơ sở thì mình càng đi càng sâu vào thì mình càng thấy thương dân và đồng cảm với dân nhiều hơn trong cái công việc. Bởi thực ra cái trạm y tế thì toàn là người nghèo đến với mình không à. Những cái công tác như là mình chăm sóc sức khỏe, mình đến từng nhà đó, mình khám bệnh tại nhà, rồi mình gần gũi với người dân, tình cảm của người dân đối với mình nhiều quá. Thành ra là ở đây là mình quyết định mình cống hiến ở đây, nhân viên y tế nói riêng và anh em đội ngũ y bác sĩ ngành y nói chung. Thì mình cũng mong muốn cho các y bác sĩ, các nhân viên y tế có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để mà tiếp tục cống hiến trên cái sự nghiệp mà chăm sóc sức khỏe cho người dân. Cả nước hiện có hơn 11.400 trạm y tế phường, xã, thôn bản. Mạng lưới y tế cơ sở này là những người trực tiếp gần dân nhất. Có thể xem những y bác sĩ ở đây là một trong những tuyến đầu trong phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để giữ chân lực lượng tâm huyết này, có lẽ thời gian tới, ngành y tế còn rất nhiều thứ phải làm. Vâng, trong ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, thì hàng loạt các bệnh viện hàng đặc biệt trên cả nước, họ đã lên tiếng trên truyền thông cảnh báo về nguy cơ phải đóng cửa khi không còn vật tư quá chất để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. Có bệnh viện đã tính toán đến việc là chuyện dừng phẫu thuật luân phiên để ưu tiên cho các ca cấp cứu. Có người gọi đó là một cuộc khủng hoảng thực sự với ngành y, khi mà cùng với đó là một cuộc rời bỏ các bệnh viện công đang diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Tới nay là khoảng hơn 10.000 người. Vượt qua khủng hoảng, ổn định hệ thống để tiếp tục sứ mệnh cứu người, đảm bảo sức khỏe nhân dân đang là yêu cầu cấp thiết được đặt ra lúc này. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đơn vị ngoại khoa hạng đặc biệt duy nhất của cả nước. Thế nhưng,
mới đây cũng đã phải tuyên bố về việc sắp hết vật tư, thuốc men và hóa chất, đặc biệt là những thuốc đặc thù dành cho phẫu thuật hay ghép tạng. Thậm chí, việc mổ luân phiên cũng sẽ không thể thực hiện được nếu như không sớm có biện pháp xử lý ngay. Đáng lo hơn, hầu hết các bệnh nhân tại đây đều là bệnh nhân nặng và không thể chờ. Nó cũng sẽ ảnh hưởng thôi, chứ không thể nào mình cứ đứng giữa mình mãi được, thì chắc là cũng sẽ ảnh hưởng, nhưng mà cũng mong rằng là những cái thay đổi chính sách thời gian tới để kịp thời, chứ còn ảnh hưởng ghép tạng nhiều đấy. Vì bây giờ có một lĩnh vực tức là sau ghép tạng và xét nghiệm các thuốc thải ghép và điều trị thải ghép nhiều thứ lắm, nó liên quan đến cái đấy, thì cái đấy mà không thể tòa không giải quyết được thì ảnh hưởng cũng đến khá đến ghép tạng rồi các trang thiết bị trong mổ và thứ nữa. Nhưng cái đấy là cái bài toán mà tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì lãnh đạo của bộ cũng như là chỗ lãnh đạo bệnh viện sẽ tìm giải pháp để giúp cho duy trì hoạt động đó. Và riêng mấy ca những ca ghép vừa rồi chúng tôi không gặp khó khăn với chuyện đấy. Còn tại bệnh viện Bạch Mai, câu chuyện thiếu thuốc vật tư y tế đã diễn ra hơn một năm qua. Tình trạng bệnh nhân chờ đợi để được làm dịch vụ đã trở nên phổ biến. Đơn cử như bệnh nhân này, để được chụp cộng hưởng từ tại bệnh viện Bạch Mai, chị đã phải chờ đến 3 ngày. Phát hiện ra bệnh rồi, kiểu như là bị xoang ấy, cái đau đầu ấy, nhưng mà em thấy đau quá nên họ báo chụp chiếu lại đầu, thì nên phải đợi 2 ngày. Theo lãnh đạo các bệnh viện này, mặc dù đã có những văn bản kiến nghị lên cấp cao hơn để được mong tháo gỡ sớm, thế nhưng hơn một năm qua, tình trạng vẫn chưa có gì thay đổi, thậm chí mọi thứ ngày càng trầm trọng hơn. Với những cái chụp cộng hưởng từ trước đây, khi mà những năm 2019 trở về trước, bệnh nhân cũng rất đông nhưng chúng tôi hầu như là thực hiện được trong ngày. Nhưng bây giờ với chụp cộng hưởng từ chúng tôi đã phải hẹn sang ngày thứ ba. Và các cái hệ thống nội soi, tiêu hóa, chụp cắt lớp thì chúng tôi cũng đã phải hẹn bệnh nhân. Đây là cái mà tạo ra sự khó khăn cho người bệnh. Câu chuyện của bệnh viện E cũng đáng để suy ngẫm. Tấm biển phòng mổ hybrid đã được treo nhiều năm nay, nhưng bên trong thì chưa có bất kỳ một thiết bị gì. Đơn giản vì bệnh viện chưa tìm được cơ chế để mua sắm trang thiết bị cho phòng mổ này. Và các bác sĩ, mỗi khi gặp ca bệnh nặng, cần phối hợp cả can thiệp lẫn phẫu thuật, thì sẽ phải di chuyển bệnh nhân sang phòng can thiệp. Nếu như được trang bị một cái phòng mổ hybrid, tức là chúng tôi có thể làm được tất cả mọi thứ ở trong cái phòng như này, vừa phẫu thuật vừa can thiệp, hay là vừa can thiệp vừa phẫu thuật, hoặc là giải quyết những cái bệnh nhân mà yêu cầu phải sử dụng rất nhiều những cái ekip vào. Hiện nay thì trung tâm tim mạch bệnh viện E thì cũng đã có một cái mặt bằng để sử dụng là phòng hybrid, nhưng mà đặc biệt là chúng tôi chưa có cái nguồn kinh phí đầu tư, nên rất mong là Bộ Y tế đầu tư hay là có những cơ chế cụ thể để trong luật khám chữa bệnh mới này để chúng tôi thay đổi và đồng thời để phát triển các kỹ thuật để phục vụ người bệnh. Đối mặt với khó khăn chồng chất khó khăn ấy, nhiều cán bộ nhân viên y tế đã không thể trụ lại với các bệnh viện công. Họ đã rời sang các cơ sở tư nhân, mong để có được một môi trường làm việc đủ điều kiện. Còn tại các cơ sở y tế công, những nhân viên y tế ở lại vẫn miệt mài với nghề đã chọn. Chỉ có điều, nhìn cảnh người bệnh vật vờ, chờ đợi để được cứu sống, thậm chí phải bỏ tiền ra để mua thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế, cũng khiến nhiều người trong số họ không khỏi cay sống mũi. Trong ngành y thì có những khu vực đặc biệt mà không nhiều người biết tới, ví dụ như là bệnh viện tâm thần, giống như một xã hội thu nhỏ, gồm các bệnh nhân muốn tỉnh mà không thể tỉnh, luôn trong trạng thái mê mê thực thực. Chữa bệnh cho người tỉnh đã khó, điều trị cho bệnh nhân tâm thần càng nhọc nhằn gấp bội phần. Và các y bác sĩ đã đồng hành cùng họ, giúp họ quay trở lại cuộc sống đời thường, đã phải chấp nhận sự hy sinh hơn nhiều người khác, thậm chí là đối mặt hàng ngày cùng với những mối đe dọa hiểm nguy. Câu chuyện được ghi nhận tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 sẽ phần nào giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về công việc đặc thù này. Dệt chiếu, móc chổi hay may vá, thậm chí âm nhạc và thể dục thể thao là một trong những liệu pháp điều trị mà các bệnh nhân tâm thần tại khoa phục hồi chức năng và y dược cổ truyền đang được áp dụng. Cũng chính nhờ những hoạt động này mà nhiều người bệnh tại đây đã có những chuyển biến tích cực sau thời gian dài vào điều trị. Vào đây thì cũng có nhờ sự giúp đỡ của khoa, các bác sĩ và các bệnh tình của y bác sĩ ở đây. Em cũng các hoạt động là cũng sinh hoạt như là thể dục thể thao, bóng bàn, nhiều khi cũng ca hát và tập chạy bộ ở với mọi người ở bên đây.
nó cũng giúp cho tinh thần thoải mái hơn ạ. Cũng tham gia các hoạt động như đàn chiếu này và cũng được các bác sĩ tận tình chăm sóc và uống thuốc đầy đủ. Em cảm thấy mình nhanh nhẹn hơn và hoạt bát hơn, và em cũng đang rất muốn sớm được ra viện để về với gia đình. Với những bệnh nhân tâm thần, việc điều trị không chỉ dừng lại ở thuốc, mà quan trọng nhất chính là tâm lý của người bệnh. Chính vì vậy, việc có những liệu pháp tâm lý giúp bệnh nhân thư giãn, thoải mái như thế này sẽ là liều thuốc vô cùng quý giá, giúp các bệnh nhân lấy lại những mất mát về tinh thần luôn được các nhân viên y tế tại đây quan tâm. Thậm chí với nhiều bệnh nhân, họ còn phải chăm sóc tới từng bữa ăn, giấc ngủ và vệ sinh cá nhân hàng ngày. Các cái liệu pháp về tâm lý nhóm là những cái liệu pháp mà căn bản để giúp cho người bệnh có thể là phục hồi tốt nhất các cái mặt hoạt động tâm thần mà người bệnh đã bị tiêu hao mất mát đi. Sau một thời gian bệnh nhân tham gia các hoạt động này thì tất cả những cái hoạt động tinh tế của bệnh nhân lúc đó được phục hồi, và thậm chí là có những bệnh nhân sau cái thời gian phục hồi thì bệnh nhân còn thực hiện rất tốt các cái liệu pháp nghề nghiệp. Bệnh nhân vào viện thì không những được điều trị bằng hóa dược mà chúng tôi rất là chú trọng đến các cái phương pháp liệu pháp phục hồi chức năng cho người bệnh. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì chúng tôi rất là chú trọng đến cái việc đọc sách cho người bệnh. Thì đọc sách cho người bệnh là giúp cho người bệnh, đặc biệt là những người bệnh mà có vấn đề về liên quan đến cái sang chấn tâm lý, giúp cho người bệnh được thư giãn, tăng cường sự hiểu biết và tăng cường cái sự hòa nhập cho bệnh nhân sau khi ra viện về với cộng đồng. Điều trị bệnh nhân tâm thần đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì có những người bệnh mất hàng tháng, hàng năm để chữa trị, nhưng cũng có những người mất hết ý thức nên không thể trở về gia đình. Do vậy, nhân viên y tế ở đây, ngoài việc làm chuyên môn, đôi khi họ còn là người thân, là bạn, tận tình chăm sóc, chia sẻ với bệnh nhân từ những việc nhỏ nhất. Và đôi khi cũng đối mặt với không ít những hiểm nguy từ chính người bệnh. Chúng tôi thiết lập lại những các cái hoạt động mà trước đây đã bị buông lơi. Ví dụ như về công tác chuyên môn, chúng tôi tăng cường cái năng lực của công tác chuyên môn đối với tất cả các khoa phòng, từ cái việc là ghi chép hồ sơ bệnh án, chăm sóc bệnh nhân, rồi cho thuốc, thậm chí từng bữa ăn giấc ngủ của bệnh nhân, tắm giặt cho bệnh nhân, vệ sinh cho bệnh nhân, chúng tôi đều phải sốc lại hết để mà làm sao cho người bệnh được hưởng lợi là cái đầu tiên. Với những bệnh nhân tâm thần, người may mắn thì được chữa khỏi và trở về với gia đình. Nhưng không ít người trong số ấy thì đây chính là ngôi nhà thứ hai gắn bó với họ suốt phần đời còn lại. Vì vậy, sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của đội ngũ nhân viên y tế chính là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Và nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam năm nay, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được kính chúc quý thầy thuốc chúng ta sẽ có đầy đủ sức khỏe, tiếp tục công tác tốt để hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại tiểu mục Chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.